Dạ, xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và làm vườn nha. Thì hôm nay mình đến vườn của hoa kiển Vũ Linh ha. Mình quay một số cây bonsai thú quái đồ của chú anh chị để giao lưu cô chú anh chị ha. Thì địa chỉ là ấp Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cô chú anh chị ha. Thì ở gần chợ Kinh Lê Phụng. Thì cô chú anh chị nào ở gần thì muốn kiếm một cây thú chơi hay gì đó ha, thì mình tới đây mình lựa ha. Thì mình quay sơ lược một số cây quái. Ở đây thì đa số cây cây quái nhiều của chú anh chị. Thì trước tiên là một số cây mai sắn ha. Sắn này ghép cũng già. Cây này thì Tết chơi rất là ok của chú anh chị ha. Thì cái lô này hoành khoảng 17 hoành của chú anh chị. Chỉ đậu đậu hoành thôi ha. Cô chú anh chị nhìn cái ngón tay mình để mình đậu cái cây ha. Chiều cao nó khoảng 70. Thì hiện tại thì vườn còn 3 cây này thì giá giao lưu là 2 triệu một cây của chú anh chị nha. Còn phí ship thì mình liên hệ chủ vườn để thương lượng ha. Vì những cây này mình đóng thùng rồi phí ship nữa cho nên có gì thì liên hệ với chủ vườn nha. Tiếp theo đây một cây mai sắn gián thú nè. Thì chủ vườn này rất thích cây quái của chú anh chị. Rồi chậu cổ này kia nữa ha. Cho nên những cây sưu tầm một số cây quái thì cái giá nó cũng hơi cao. Thì cũng tùy theo anh em ha. Mình thích thì thấy cái giá được được thì mình liên hệ mình mua ha. Cây này là nãy mình hỏi là cái giá là 3 triệu rưỡi. Thì thú có chân rõ nét của chú anh chị ha. Cái này cũng giống cái đuôi đưa lên nè. Đây cái chậu chậu này thì chậu thường ha. Nãy mình hỏi là như trăm mấy 200 à, chậu thường. Mà sắn thì hoa rất là đẹp của chú anh chị biết rồi ha. Nó nằm ngoài nắng thì nó bị héo như thế này. Nhưng mà Tết mình lặt đúng chuẩn đó. Cái hoa cánh rất là thẳng và màu vàng đậm của chú anh chị ha. Thú khá rõ nét ha. Cái eo nó khoảng 20 của chú anh chị ha. Chiều cao nó là khoảng 40-45 vậy ha. Tổng chiều cao. Rồi bên đây một cái cây gián thú nữa của chú anh chị ha. Cây này thì nhỏ ha. Hoành khoảng 11-12 vậy. Cây này cũng có nét ha. Chiều cao nó là 50 từ gốc tới ngọn ha. Thú này ở phía sau này ba chân, ở trước con chân của chú anh chị ha. Cái này nếu cô chú anh chị nào mình chơi tỉ mỉ ha, về mình mua một cái cây nhỏ nữa, mình sẽ trồng ở đây và mình áp vô đây ha, thì nó sẽ được ra 4 chân. Thì hiện tại giờ thì làm cái cách áp này cũng rất dễ của chú anh chị. Tới đây mình sẽ làm clip để hướng dẫn của chú anh chị ha. Chỉ cần gọc da hai bên và mình áp vào ha, mình trát keo chánh lâm thêm. Thì những cây mạnh thì mình trát keo chánh lâm để cho nó mau kéo thẹo thì nó rất là mau dính nha. Thì keo chánh lâm của chú anh chị xài thì cái cây thật sự khỏe thì mình mới xài keo chánh lâm nha. Tiếp theo cái cây này khá là đẹp của chú anh chị. Cây này hoành khoảng 35 hoành eo á. Mình cũng chưa có chỉ độ thôi ha. Cô chú anh chị nào muốn biết hoành chính xác á, thì mình để số điện thoại ha. Hoặc là mình coi cái đầu clip mình quay á, thì có cái số điện thoại trên cái bảng Hoa Kiển Vũ Linh á. Thì cô chú anh chị mình liên hệ ha. Thì anh sẽ gửi hình Zalo hoành thân cho cô chú anh chị mình xem. Thì cây này nó lượn lắc rất là đẹp của chú anh chị. Từ cái co lên ha. Nó lắc lên tới ngọn nè. Và mỗi cái nhịp lắc thì nó đóng cái chân cành, cái điểm dương rất là đẹp nè. Cây này hiện tại thì ghép chảo đa phúc nha. Nên cây này mình lợp điểm thì Tết chơi rất là đẹp của chú anh chị.
Thì cây này mặt tiền bên đây nha. Thì cây này lúc trước mình cắt chỉnh sửa cây này của chú anh chị. Mình thấy nó khá là sạch cây ha. Cô chú anh chị thấy cái bệ lừng của nó này. Phía sau nè ha. Cây này đế nó bấu vô cũng hài hòa của chú anh chị. Rễ chịu nè ha, hai cái rễ chịu nè. Thì cây này nếu lúc trước mình cắt tới luôn á là mình sẽ xử lý cái cành này. Nhưng mà mình với chủ vườn ha thì chơi cho nó mau đầy cây. Thì để cành này điểm cái lưng này thì nó Tết này thì nó chơi ok của chú anh chị. Còn nếu cô chú anh chị mình chơi sau này ha thì có thể qua Tết mình bỏ cái cành này để mình điệm lại thì chỉnh sửa lại nó cũng dễ cho nó không khó của chú anh chị nha. Chú anh chị thấy nó lượn lắc nè ha, mỗi một nhịp lắc nó rất là đều và nó nằm ở cái điểm dương rất là đẹp. Cái cây này sửa ra bệnh cành nhánh ra nó rất là đẹp và nó sạch cây ha. Cô chú anh chị thấy cái cây nó rất là sạch cây nè, nhìn vô nó không có gối ha. Thì cây này chủ vườn báo giá là 25 triệu nha. Cây này nuôi mình ghép đa phúc thì nó rất là mạnh, cho nên cây này mình chơi lâu dài thì rất là dễ nuôi của chú anh chị. Thì cây này cái giá thì hơi căng ha, nhưng mà cái cây nó rất là dễ nuôi và cây này mình nuôi chơi nó bền. Thì mình nghĩ là anh chị em nào có cái số tiền muốn chơi mà gồng gồng á thì cây này vừa chơi này. Còn hiện tại ví dụ như mình chi phí mình hơi nặng ha thì cây này nó hơi cao, nhưng mà để chơi một cái cây mà nó bền vững á mà cái giá hơi căng chút ha, nhưng mà mình được cái cây bền, mình chơi được nhiều năm, mình ít sợ cái rủi ro. Thì cái cây này là cái cây để anh em lựa chọn của chú anh chị. Thì cây này có thể là anh em nào biết nuôi thì mình có thể bao anh em là nuôi rất là mạnh á, phải đúng cách nha. Thì những cái cây mình quay á là cây phải nuôi được thì mình mới giới thiệu của chú anh chị, cho nên những cây mình quay của chú anh chị cứ yên tâm ha. Rồi tiếp theo một cây thú nữa nè. Cây này cái dáng thú rất đẹp. Cây này thì mình với Vũ Linh cũng mua ở chợ Mai Phôi của chú anh chị. Trước hai anh em đi lựa cái bầy này, Vũ Linh rất là thích cây này. Thì hôm nay cũng định giao lưu của chú anh chị ha. Cây này nó ngoái cái mình nè, rất là đẹp luôn. Có cái đuôi đầy đủ ha. Thì cây này thoát thân lên là khoảng 30 cm. Chú anh chị thấy ha, thì nó đóng cái chân cành lên cái bộ tàng. Thì cây này cũng ghép dẫu đa phúc nha. Cây này dáng thú rất là đẹp nè. Chú anh chị thấy cái lưng nó gò lên nè, rất là đẹp ha. Chiều dài của nó là khoảng 26 xăng ha, từ đít tới cái ức nè, 26 xăng. Thì cây này Tết mình chơi cũng tạm của chú anh chị ha. Cây này nuôi năm sau thì mình chơi mới đẹp. Thì cây này cũng ghép dẫu đa phúc ha. Thì cây này cái giá là 5,2 triệu của chú anh chị nha. Cây dáng thú này. Cây này nếu anh em nào thích dáng thú thì cái giá hơi căng ha. Nhưng mà cái được cái cây đẹp mà liền lạc, cái đúng cây quái đẹp á, thì cũng mình nghĩ là cũng xứng đáng đồng tiền của chú anh chị. Cây này rất là mạnh nha. Rồi tiếp theo một cái cây, cây này xù, mình không biết gọi cây này nó đột biến sao cô chú anh chị, vung tuột rất là nhiều nha. Rồi đây nó phù lên như cái tổ ong, nó đóng như cái tổ ong này cô chú anh chị. Đấy, mình quên dọn cái này để trống ra cô chú anh chị nhìn rõ ha. Đây nó sần sùi. Cây này hoành thân nhỏ nha cô chú anh chị. Cây này khoảng 16 17 hoành thôi nha. Cây này nhỏ nha. Nhưng mà nó rất là quái nè. Thì cây này cốt cành người ta cũng chỉnh sửa hết cô chú anh chị ha. Cho nên cây này
mình Tết mình lại lá mình chơi thôi. Thì cây này hoa năm cánh nha, cây này nguyên thủy năm cánh. Cái cánh thì mình thấy nó cũng hơi mỏng chứ không có đẹp lắm nha. Nhưng mà cái cây này rất là quái. Cái cục này nếu mà đo ngang đây chắc khoảng ba mấy 40 á. Nguyên cái cục này ha. Nó như ổ ong đóng vậy đó. Thì mình chỉ đậu độ những cái chi tiết này cho chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào thích và muốn giao lưu ha, thì cô chú anh chị cứ điện thoại chủ vườn để mình chủ vườn đi chi tiết lại cô chú anh chị nha. Đo hoành rồi chiều cao này kia ha, thì chủ vườn sẽ sẵn sàng làm những cái chi tiết đó để cho cô chú anh chị biết được cái cây nó chính xác là nó cỡ nào ha. Nó xù lên cô chú anh chị thấy nè, cái vết xù nó phù nữa ha. Thì nó đóng nguyên cái cục này dài lên cô chú anh chị, lên trên đây luôn nè ha. Cây này cái dáng cây cũng hay á. Đế cũng đều ha. Từ nãy mình hỏi cái chậu này thì nói là cái chậu xưa, chậu cổ vậy. Mình hỏi chủ vườn là cái chậu này là 1,5 triệu của chú anh chị. Cho nên nằm trong cái cây này thì bán chậu luôn ha. Thì cái giá là 11 triệu. Thì cái này thì chủ vườn báo giá nhiêu thì mình báo giá ha. Có gì cô chú anh chị liên hệ chủ vườn để mình thương lượng hay gì đó ha. Xù rất là lớn ha. Đây cũng có cây mai sắn quái nè. Cây này mình thấy nó chưa có thật sự mạnh lắm cho nên mình chưa có giới thiệu cô chú anh chị ha. Thì những cây này thì có thể mình liên hệ chủ vườn rồi mình có thể mua mình gửi lại hay gì đó. Thì liên hệ sau ha. Đây mình quay cái hoa của cái mai xù nè. Cây mai xù đột biến ha. Cái cánh cái màu thì đẹp hết cô chú anh chị. Nhưng mà cánh hơi thưa nha. Trên đây có cái hoa. Cánh hoa này chơi cũng được cô chú anh chị ha. Cây xù như thế này chơi cũng đẹp rồi ha. Rồi tiếp theo đây một cây mai sắn của chú anh chị. Mai sắn này ghép gốc tứ quý nha. Cây này bồ đế khá là đẹp nè. Cây này hoành khoảng 28 của chú anh chị nha. Hoành mình đo là ngay eo ha, không nó không có cấn cái cậu đế á. Thì đây là mặt tiền nè ha. Cây này nó đóng cái cành tự nhiên rất là đẹp nè. Cây này mai xoắn sau này nó sổ xuống ha, cành nó dài nó sổ xuống. Cây này lặt lá ra rất là đẹp. Tứ quý ha, gốc tứ quý. Cái này nãy báo giá nhiêu quên rồi. 8 triệu. Cái này báo giá là 8 triệu của chú anh chị nha. Mai sắn ghép gốc tứ quý. Rồi tiếp theo một cái cây dáng thú gốc nhất ghép dạo Thủ Đức của chú anh chị. Cây này nó có cái nét thú thôi chứ bây giờ thì bộ rễ nó dính lại rồi, nó không còn cái gõ nét nữa ha. Nhưng mà cây này cái mặt bên kia thì mình thấy nó còn cái nét thú nhiều hơn. Đây cái đít này ha, cây này nó rất là gọn nha cô chú anh chị, chiều dài nó 1 cm vậy ha. Cái cốt lúc trước là ta ghép ngay đây. Đây là cái gốc nhớt ha. Và trên đây là cái bo dảo Thủ Đức già mùa ha. Cái cốt này cũng tầm khoảng 9-10 gì đó. Thì cây này mình chơi qua Tết mình cắt ngắn lại bonsai ha. Vô cái chậu nhỏ ép lại. Mình vô đất Nhật ha. Vì mình đang thử nghiệm cái đất Nhật ha. Để mình ép chậu mình chơi. Mình nghĩ là nếu mà hiệu quả cao á thì sau này
mình sẽ đi cái hướng đó để chơi những cây bonsai thu nhỏ kìa chú anh chị. Thì Tết nó chỉ cần nở vài chục hoa thôi ha, nhỏ gọn nó đẹp, mình cầm một bàn tay, trên là một bàn tay mình thôi. Thì như thế này ha, mình nhìn cái cây rất là đẹp. Thì mình hy vọng là đất Nhật sẽ không làm mình và anh em thất vọng ha. Cái cây này nếu mình chơi Tết xong mình sẽ cắt thu lại nhỏ như thế này ha, giật nhỏ lại. Giờ có một cái cành này nó hơi bay bay phóng phóng ra nè. Thì cây này cũng khá là đẹp nè. Còn hiện tại thì nó nằm khá cao ha, cao khoảng 80 đến 1 mét. Cây này thì anh chủ báo giá là 5 triệu nha. Cái chậu này như là nãy nói là cái chậu cũng xưa xưa gì đó, khoảng cả triệu gì đó. Thì có thể cô chú anh chị mình liên hệ chủ vườn để xác nhận lại ha. Mình không gành về cái chậu xưa, có thể là chậu hơi lâu năm á, 30 năm gì đó ha. Thì cây này cái hoành eo của nó thì tầm khoảng là 24 cô chú anh chị ha. Thì mình chỉ ước lượng thôi ha, cô chú anh chị nào cần chi tiết thì liên hệ chủ vườn. Còn nếu không thì mình thấy cơ bản thì nó ra dáng thú mình chơi thì mình đồ độ mình chơi cũng được cô chú anh chị ha. Đây mình có cái cây này, em thấy cũng quái quái nè. Cây này nó có mấy cái cành sổ sổ xuống à ha. Cây này mặt hậu bên đây khá là quái nè. Cây này đó ghép ngay đây cô chú anh chị, hai bo ha. Thì cô chú anh chị thấy nó phù lên một cục nè, như cái bánh cam này ha. Cục này cũng khá lớn nè. Cây này mình thấy cái mặt tiền bên đây, chứ nếu không lấy mặt tiền đây mình cắt cái cành nhỏ này bỏ thì nhìn thấy nó cũng đẹp á. Cây bên đây nhìn nó cũng hay hay nè. Cây này cũng ghép gốc nhớt ha, già mùa. Cây này thì mình thấy nó chỉ được thôi chứ nó không có phát mạnh lắm nha. Thì cây này có thể mình liên hệ chủ vườn để có thể mình gửi lại hay gì đó ha. Cây này thì nó không yếu nha, nhưng mà nó không có quá tốt thôi, chứ nó dạng trung trung á. Cây này khá quái nha. Cây này thì để cô chú anh chị liên hệ là chủ vườn ha. Hình như mình nhớ là 4 triệu rưỡi, 5 triệu gì đó, luôn cả chậu ha. Còn phí ship thì cô chú anh chị liên hệ chủ vườn sau ha. Đây cây này mình cũng thấy quái quái nè, mình chưa có hỏi giá ha. Tiếp theo đây một cái cây quái nữa nè. Cây này cũng có dáng thú ha. Cây này hoành đo ngay đây chắc khoảng tầm 18, 19 gì của chú anh chị. Cây này thì ghép giảo đa phúc nha. Cây này thì cái chân bên đây nó mình thấy nó có bị hư xíu đây nè. Nhưng mà cây này mình trét keo nó vẫn ổn nha. Cái rễ này không có hư, nó chỉ tróc một bên như thế này thôi. Nhưng mà mình dưỡng là được, chứ không phải là nó bị mục luôn. Nó chỉ nửa cái rễ thôi. Nhưng mà cái dưới này là nó phát triển mạnh của chú anh chị nha. Nên cây này mình chơi là cái rễ này không có chết thêm. Mà như vậy mình bảo vệ bằng keo ha, thì nó sẽ ổn đó. Cây này nãy báo giá như là 2 triệu á. Thì có gì cô chú anh chị liên hệ lại ha. Thì liên hệ chủ vườn để kết bạn Zalo á, thì chủ vườn sẽ làm lại cô chú anh chị mình xem ha. Cái này ghép giảo đa phúc nè. Giảo đa phúc thì rất là dễ nuôi. Thì trong đây cũng còn một số cây cô chú anh chị, để mình quay sơ lược một số cây ha. Đây cũng có một số cây mai sắn nè. Mai sắn người ta ghép ba cái cây vô ha. Thì nó ra mình thấy nó quái quái nè. Thì những cây này Tết chơi thì khá là đẹp rồi nha. Cây này nhỏ rồi chú anh chị, cái thân thì nhỏ hơn ngón tay mình nha. Mà cái bo ghép của chú anh chị thấy nè, nó già ha, nó cao khoảng là 40 cm ha. Thì ở đây có một số cây nè.
Thì những cái cây mà giao lưu cô chú anh chị ha, thì lựa những cây phát triển mạnh. Thì Tết cô chú anh chị chơi hoa rất là đẹp ha. Thì vườn sẽ lựa những cái cây mà mạnh, trước khi gửi cô chú anh chị sẽ chụp hình gửi chi tiết lại cái cây. Thì cô chú anh chị mua thì sẽ yên tâm ha. Thì những địa chỉ nào mà mình giới thiệu là làm đâu ra đó, thì mình giới thiệu cô chú anh chị á, thì có vấn đề gì thì mình sẽ đứng ra về giải quyết cho cô chú anh chị ha. Cho nên cô chú anh chị cứ yên tâm, quan trọng là cái giá cả thôi. Còn cái cây thì trước khi gửi sẽ chụp hình gửi cho cô chú anh chị. Thì cái cây này mình chơi Tết rất là đẹp á. Cây này Tết thì mình lặt chơi, với lại nó phát triển mạnh như thế này ha, thì mình nuôi rất là dễ. Cho nên chỉ cần tưới điều độ ha, thì cây nó sẽ phát triển mạnh thôi. Thì cái giá bao ship tới nơi cho cô chú anh chị luôn ha, là 400 một cây. Thì như vậy ha, thì người ta sẽ lấy chậu ra nha, để cho nó đi nó không bể, với lại nó không có dằn vặt cái cây mình á. Thì 400k bao ship, và sẽ làm chi tiết cho từng cây cho cô chú anh chị mình ha, để mình yên tâm là cái cây mình khi nhận là nó đúng cây như vậy ha. Rồi tiếp theo một số cây quái nữa. Đây một cái cây hình thú nữa nè. Thì cây này nãy mình chưa có hỏi giá ha, thì chủ nhà đã đi công việc rồi. Cây này cũng ghép giảo đa phúc. Thì có gì cô chú anh chị cần thì liên hệ lại chủ vườn ha. Tiếp theo một cái cây mai sù quái nữa cô chú anh chị. Cây này hoành khoảng 20-22 vậy ha, tùy đo ha. Cây này nó xù với cái củ đế nè cô chú anh chị, xù dài lên thân rồi ha. Ở đây nó đóng một cái cục xù lớn nè, chỗ này đo khoảng 30 mấy hoành á, chỗ này ha. Thì nó sẽ nó phù lên ở đây, nó có cái ngọn nó ngoái cô chú anh chị, ngoái lên đây ha. Lúc trước nếu mà người ta lấy lại đây thì nó rất là đẹp ha. Cái này lên đây nó bị đơ cái ngọn rồi. Có thể nếu mình chơi đẹp luôn á, mình lấy cái mặt tiền lên đây, mình sẽ cắt lại ngay đây để mình dẫn ngọn ra lại ha, thì nó sẽ đẹp hơn. Cây này thu lại rất là đẹp ha. Có một cái cành này nó cũng phóng ra nè. Cây này theo mình thì cắt xử lý lại thì sau này nó mới, cái cây nó có giá trị của chú anh chị. Cành này thì sẽ cắt bỏ luôn để cho nó lồi nguyên cái cục lớn này ra ha. Cây này cũng khá hay nè, mặt hậu cũng đẹp của chú anh chị, nó nở đều hết ha, phù ra nè. Trên đây cái cục phù trên đây ha. Thì cái cây này báo giá là 12 triệu nha, 12 triệu bao ship. Thì cây này hiện tại nó đang phát triển rất là mạnh nha. Thì cây này mình chỉ để nuôi, nếu mà cô chú anh chị có vô chậu á, cài đất thì phải để 3-4 cây nữa. Thế như thế này thì mình cài nó rất dễ bị đứng cây nha. Cho nên những cây đẹp này mình rất là kỹ. Rồi, mình sẽ quay một số cây tiếp ha. Cây này chơi một số cây nhỏ nè, quái ha, nhỏ xíu thôi mình thấy nó cũng hay hay nè. Cây này cũng nhỏ của chú anh chị. Thì ở chợ Mây Phôi lâu lâu mình cũng có thấy một số cây vậy ha, mà mình không có thời gian mình nuôi mấy cây nhỏ này, có khi mình quên tưới nó dễ bị hư, cho nên mình chưa có lấy những cái cây đó. Cái cây này hoành khoảng 16-17. Cô chú anh chị thấy cái bộ đế của nó nè. Rất là đẹp ha. Cây này thì nó hơi lép mé hậu bên đây. Mặt bên đây thì vòng qua bên kia ha. Rất là đều đó. Cái dáng cây cũng hay cô chú anh chị ha. Đây cũng một cục củ đế nè.
cây này thì nó đang hiện tượng này nó còn chưa có biết được của chú anh chị ha. Có khi cây 2 này nó sẽ bị đen đọt một thời gian, rồi nó lên cây 3 nó mới phát mạnh lên nha. Thì bên đây có một số mai giống cúc bịch mai và tam sắc ha. Thì mình quay để giao lưu của chú anh chị. Thì khu này nó chưa có mạnh lắm ha, cho nên mình chưa có đem ra để giới thiệu của chú anh chị. Thì đây nếu mà cô chú anh chị muốn mua mai mốt liên hệ chủ vườn ha. Thì khi mà cây nó phát mạnh hơn á thì chủ vườn sẽ gửi Zalo cho cô chú anh chị xem. Còn những cây bên đây mình tiễn những cây mà nó mạnh mạnh nè. Thì như cây này là ghép cúc bạch mai nè. Thì cây này quái của chú anh chị ha. Quái nó nằm cũng khá là hay nè. Cây này hiện tại nó đang phát cái tược lên, nó nhóm mầm khá mạnh rồi ha, nhóm cái cây 2 rồi nè. Thì cây này chủ vườn bán là 800k bao ship nha. Thì có gì cô chú anh chị liên hệ chủ vườn ha. Cây bên đây cũng cúc bịch mai, cây này bồ đế rất là đẹp nè. Cây này lúc trước nếu mà cắt lùng chỗ này ha, mình ghép lên khá là đẹp. Còn cây này nó quái quái thì cô chú anh chị nào thích cây quái thì chơi cây này nó cũng hay hay ha. Sau này mình chơi cái chớp ở trên, mình lợp cái chớp dù trên đây. Thì cây này cũng đồng giá ha, 800. Cô chú anh chị thích cây nào thì liên hệ ha, và bao ship luôn nha. Còn bên đây là cúc bạch mai những ghép gốc nhỏ nè. Những cây này là 350 bao ship luôn của chú anh chị ha. Bên đây có là 6 cây cúc bạch mai ha. Mình mấy cây nhỏ này mình phân 1, 2, 3, 4 nha ha, cho dễ của chú anh chị mình liên hệ chủ vườn dễ hơn ha. Đây là cây số 1 nè, 350 bao ship. Cây số 2, cây số 3, cây 3 này gốc khá lớn ha. Cây số 4. Cây số 5. Cây này thì nó già đọt rồi cho nên lá nó xanh ha. Cây số 6 là 350 một cây của chú anh chị ha. Thì bên đây có một cây này lớn hơn nè. Cây này thì 450 bao ship luôn ha. Cúc bạch mai. Cây này cũng đang nhóm tược lên. Còn bên đây là cây tam sắc ha. Cây này thì 400 bao ship ha. Tam sắc. Cây này ghép 4 bo của chú anh chị. Cây này cái này Tết cũng có hoa nha. Còn bên đây là cái cây tam sắc luôn ha. Cái gốc cũng hơi quái quái nè. Cây này nó bay bay tới nè ha. Cây này thấy nó có hơi nứt da đây, hơi nhỏ không sao cho chú anh chị. Này có thể mình chét keo lại ha. Cây cũng phát triển mạnh nha. Thì cây này cái giá là 800k bao ship ha. Cây này cũng tam sắc luôn nha. Quái ha. Rồi. Mình xin phép được kết thúc video tại đây cô chú anh chị ha. Mình quay sơ lược một số cây. Thì cô chú anh chị thấy cái nào thích thì liên hệ chủ vườn sẽ gửi Zalo cho cô chú anh chị mình xem ha. Thì cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình, để mình có động lực mình làm những cái video tiếp theo nha. Dạ, xin chào cô chú anh chị nha.